Xin kính chào quý cô anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ hai ngày 2 tháng 9 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý cô anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Nếu bà con quý quá anh chị nào xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con anh chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ cũng như thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng trở lại, đặc biệt là ở mặt hàng thanh long ruột đỏ hiện nay thì giá cũng đang tăng. Nhìn chung thì mức giá này thì cũng tạm ổn so với những tuần trước, hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tiếp tục tăng thêm. Cập nhật mới nhất tình giá thanh long vào buổi sáng hôm nay, đầu tiên là tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì thanh long ruột đỏ loại 1 dao động từ 26 đến 27 ngàn, loại 2 dao động từ 20 đến 21 ngàn, loại 3 dao động từ 15 đến 16 ngàn, loại 4 dao động từ 10 đến 11 ngàn. Hàng giá của thanh long ruột đỏ hiện nay thì dao động từ 6 đến 7 ngàn. Đây là tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây, giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay, thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động mức từ 20 đến 23 ngàn, từ 22 đến 23 ngàn, hàng sàn dao động từ 19 ngàn đến 21 ngàn. Đây là tình giá thanh long ruột trắng tại khu vực miền Tây. Khu vực Bình Thuận hiện nay thì thanh long ruột trắng bò đẹp dao động mức từ 23, 24, bò sàn thì 19, 20, 21 ngàn. Hàng giá của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì dao động mức từ 5 đến 6 ngàn. Đây là tình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận, giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực Bình Thuận, thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang dao động ở mức từ 26 đến 27 ngàn, loại 2 dao động từ 21 đến 22 ngàn, còn loại 3 dao động từ 16 đến 17 ngàn. Đây là tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận, giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 ngàn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý con anh chị.